Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích Mai Vàng, đam mê sưu tầm bonsai thủ trên cả nước đang xung quanh cuộc sống của Hồng Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em đang có mặt tại đại diện bên cạnh ở thị trấn Lộc Rồi cho quý anh chị nha. Dạ, hôm nay thì em giao thu một tô phôi Mai Vàng 26 phôi nhé cô chú. Dạ, em chúc cô chú anh chị xem rất vui và chọn được những phôi ưng ý nha. Dạ, lô phôi Mai hôm nay thì đa số là những hàng bonsai mini hàng quái cho quý anh chị ha. Dạ, đủ dáng đủ kiểu luôn ạ. Cây quái này nó rất là dè tay luôn á cô chú anh chị. Lên da nghe da tóc hết trơn luôn ạ. Rồi chào em ha. Kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa ha. Lâu rồi con cũng mới về được clip phôi cũng ưng ý ha. Rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ con clip này ha. Con là Đặng Thi Trắng Gạch Cồi. Số điện thoại con là 0939300828 ha. Con là số Zalo ha. Cây bên con là bao ship bao sống đồ quá nha cô chú anh chị. Để mất thời gian ha. Đầu tiên của clip là cây khí chua cô chú anh chị. Đó, khí chua mình ở đây nha cô chú. Đó, một cây khí chua cực kỳ quái ha. Cái gọng chữ C này nó quá đúng cây già cây lắm cô chú anh chị ơi. Mới vô tưởng cây mai cũng. Dạ. Dạ cây cao là được 26 hả cô chú anh chị? Dạ. Quạnh đo chỗ này ha là được 24 ha. Dạ. Dạ quạnh cũ nó được là 70 thôi. Dạ, dạ là 70 ha. À, của mình nó dài lắm cô chú anh chị ơi. Mình nó dài được 20 ha cô chú anh chị. Này khế chua ha. Hàng này cũng độc lạ nha cô chú anh chị. Cái khế chua này, cái số 1 này xin giao lưu giá 900 ngàn ha cô chú anh chị. Dạ 900 nha cô chú anh chị. 900 ha. Rồi tiếp tục cây mã số 2 ha cô chú anh chị. Một cây mai vàng ha. Dán bay ha cô chú anh chị. Dán bay hồi đầu luôn cô chú. Dạ. Đế cũng khá nha cô chú anh chị. Dạ. Giá sinh viên luôn cô chú anh chị ơi. Cái cần bay là được 56 ha cô chú anh chị. Bình thân đo được chỗ này là 23 ha. Rồi, cái hoành củ đặc là 37 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 33 ha. À, rất là quái ha cô chú anh chị. Này về mình chơi tiểu cảnh ha. Rồi cây mã số 2 này xin giao lưu giá 650 ngàn ha. Rồi 650 thôi cô chú. Dạ. Ở trong này cũng có rễ luôn nha cô chú. Dạ. Dạ. Một cây cực kỳ quái ha. Rồi tiếp tục. Đó ha. Rồi cây mã số 3 ha cô chú anh chị. Cái này thì nó già nó muốn lên xù xì hết rồi cô chú anh chị ơi. Như con thú nó chồm vậy ha. Ở đây cái lưng nó lên nu nu cục cục. Nu cục hết rồi cô chú anh chị ơi. Tay cành cũng có ha. Có gì mình tán đây nữa thì chơi quái lắm nghe cô chú anh chị. Yeah. À, cái mặt này như thú nó quay là nó quay đầu vậy ha. Cây này đáng sưu tầm lắm cô chú anh chị ơi. Dạ cây cao là 49 nha cô chú anh chị. Mình hăng đo được chỗ này 22 ha. Cái chân trước này nó lực lắm. Dạ. Rồi cái củ đặc của nó là 37 ha cô chú anh chị. Cái mình nó dài là 25 ha. Đường kính bầu là 35 ha cô chú anh chị. Dạ dạ nè. Mình tán đây ha cô chú anh chị. Cái mặt này rất đẹp ha. Cây nó muốn lên xù hết trơn ha cô chú anh chị. Mình rất đẹp ha cô chú anh chị. Rồi đến với cái mã số 3 này xin giao lưu giá 1.900.000 ha. Dạ 1.900.000 cô chú. Già phôi luôn ạ. Dạ. Rất là già ha. Cây thú ha cô chú anh chị. Rồi. Tiếp tục cái mã số 4 ha cô chú anh chị. Dạ một cây lùng lực nha. Dạ. Một cây lùng lực ha. À, mặt cắt cái nhựa trùng luôn ạ. Thịt nói chung là đế là bắp bắp không ha cô chú anh chị. Giờ mình mà tháo con đế này nữa nó có đế lót hết trơn ha cô chú anh chị. Nhìn như con thú vậy ha. Cây cao là 40 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 55 ha. Vành thân đo được chỗ này là 34 ha cô chú anh chị.
Mình cũ đấy đặt là 61 ha. Đế nơm sổ là 17 ha cô chú anh chị. Này tổng nồi đế nó 1m2 ha. Dạ. Bằng này như thú vậy ha. Dạ. Rồi đến với cây mã số 4 này xin giao lưu giá 2.500.000 ha. Dạ 2.500.000. Đó, mặt này rất đẹp ha cô chú anh chị. Đó. Rất là đẹp ha. Rồi, tiếp tục cái mã số 5 ha cô chú anh chị. Rồi, này chơi dán mai tay luôn. Dạ. Ồ, cây này cũng quái cây lắm ha cô chú anh chị. Nó già cây lắm luôn rồi. Già dữ lắm già. Cái nồi đế này dữ lắm cô chú anh chị ơi. Cái cây này nó già đáng sưu tầm lắm cô chú anh chị ơi. Cây cao là 30 ha. Đường kính bào dày nhất là 40 ha cô chú anh chị. Bình thân đâu thì chỗ này là 23 ha. Đế nơm sổ là 20 ha. Tổng cái nồi đế đặt của nó là 80 ha cô chú anh chị. Đó nguyên một cục đặt luôn ha. Này về mình chơi đổ cũng được ha cô chú anh chị. Đó, mình cắt cái ngạm này xuống một chút ha, mình chơi đổ luôn ha. Rồi, đến cái mã số 5 này xin giao lưu giá 2 triệu thôi cô chú anh chị. Cây đẹp lắm cô chú anh chị ơi. À, mặt này rất là duyên ha. Rồi, tiếp tục cái mã số 6 thôi cô chú anh chị. Cây dán trực tiếp luôn, cô chú anh chị. À, đặc biệt có cục đá luôn ha cô chú anh chị. Đó, từ nhỏ nó dính cục đá vô đó luôn rồi cô chú anh chị ơi. Cây cao là 46 ha. Đường kính bầu dài nhất là 50 ha. Bình thân đo được chỗ này là 23 ha cô chú anh chị. Tổng nồi đế nó là 1m1 ha cô chú anh chị. Đế nơm sổ là được 17 ha. Trọng điểm lớn lớn hay cô chú anh chị. Rồi đến như mã số 6 này xin giao lưu giá 1.500.000 ha. Rồi tiếp tục cái mã số 7 ha cô chú anh chị. Ủa? 7 ha. Đó, quái lắm cô chú anh chị ơi. Nó già dữ lắm già cô chú anh chị ơi. Thôi, quá cây lắm cô chú anh chị ơi. Cây cao là 37 ha cô chú anh chị. Bình thân đo được chỗ này 18 rồi cô chú anh chị ơi. Đế sổ nó 25 ha, 26 ha. Tổng nồi đế nó 1m đúng ha cô chú anh chị. Cây nó già cây lắm rồi cô chú anh chị ơi. Quanh này không có lớn lắm nhưng mà dạ. Cây đến với cây mã số 7 này xin giao lưu giá 1.200.000 ha. Dạ, cây nó già không bao cô chú anh chị luôn, nó cực kỳ già luôn á cô chú anh chị. Dạ, dạ. Rồi tiếp tục cái mã số 8 đó cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị mình vô cái dĩa hồng xoài là ngon lành luôn đó cô chú anh chị. Dạ. Nó muốn lên siêu cốc hết cô chú anh chị à. Nè ở đây nó muốn lên luôn ha cô chú anh chị, lên cục cục hết rồi ha. Đó, cái gồng rễ này nó đã muốn lên ha cô chú anh chị. Ừ. Đây cũng vậy nữa. Cây nó quái cây cô chú anh chị. Cây cao là 30 ha. Đường kính bầu dài nhất là 55 ha cô chú anh chị. Hoành thân nó 15 rồi cô chú anh chị ơi. Cái này gì? Tổng nồi đế nó là 1m đúng hả cô chú anh chị. Để em đo cái rễ, từ cái rễ rồi ra cái thân này ra là 25 hả cô chú anh chị. Bên đây là 19 ha. Nó muốn cộm xù hết hả cô chú anh chị.
cây cực kỳ quái ha. Dạ, mã số 8. Mà đến cái mã số 8 này xin giao lưu giá 900 ngàn ha. Dạ, 900 nha cô chú anh chị. Ừ. Rồi, mã tiếp. Số 9. Tục cho mã số 9 ha. Rồi, cây này bonsai rất là dễ thương luôn. Dạ, như con thú vậy ha cô chú anh chị. Thân thì lắc lượn luôn nha. Cây cao là 35 ha cô chú anh chị. Đường kính bào dày nhất là 33 ha. Bình thân đo được chỗ này là 19 ha cô chú anh chị. Tổng lời đế là 60 ha. Đế số nôm đó là 17 ha cô chú anh chị. Đó như con thú vậy cô chú anh chị ơi. Đế nôm là cọng rễ lớn nha. À, bóp bóp không ha. Siêu mà lắc luôn ha. Rồi đến những cây mã số 9 này xin giao lưu giá 900 ngàn luôn ha. Dạ 900 ngàn. À, nhỏ gọn dễ chơi. Dạ. Rồi tiếp tục cho mã số 10 ha. Một cây xù ha cô chú anh chị. Lên cục cục hết rồi cô chú anh chị ơi. Dễ là nó bấu bấu xuống. Nó lên hết rồi cô chú anh chị ơi. Nguyên một tảng rễ luôn ha. Chồng nằm xuống phía chơi nhắn ba. Dạ. Cây cao là 45 hay cô chú anh chị. Dạ. Quanh thân đo được chỗ này 17 ha. Đường kính bào dài nhất là 55 hay cô chú anh chị. Tổng nồi đế đó là 1m1 hay cô chú anh chị. Nguyên bệ đế luôn cô chú anh chị ơi. Xù nó đã lên cục cục hết rồi ha. Dễ nó cắm. Cây này rất là đẹp hay cô chú anh chị. Nó già lắm ha. Về mình thích mình trắng lùng nữa ha cô chú anh chị. Cây này rất phê ha cô chú anh chị. Rồi đến cái mã số 10 này xin giao lưu giá 2 triệu ha. Dạ 2 triệu qua đây. Mã số 11. Đó. Tiếp tục luôn cô chú anh chị ơi. Độ già thì em bao. Độ quái em bao luôn cô chú anh chị ơi. Cái trần bay đó là được 15 hay cô chú anh chị. Dạ. Bình thân đo được chỗ này là 20 ha. Dạ. Cái rễ nó cũng xuôi theo chiều bay luôn. Dạ. Tổng nồi đế của nó là 1m đúng ha, nồi đế đặc luôn ha cô chú anh chị. Dạ. Để anh đo chiều dài của cái đế đó ha. Chiều dài được cái đế là 40 ha cô chú anh chị. Dạ. Cái đế số nôm nó là 22 ha. À, cây này đá sưu tầm lắm cô chú anh chị ơi. Nó già cây lắm. Ừ, cây rất đẹp. Rồi đến với cây 11 này xin giao lưu giá 1.600.000 ha. Dạ. Nhỏ cây mà nó già rất là khéo ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục cái mã số 12 ha, siêu phẩm ha cô chú anh chị. Nguyên một cục xù luôn ha. Siêu siêu luôn nha cô chú. Dạ. Để nôm luôn nha. Dạ, nguyên cọng rễ ha, nguyên cục xù ha cô chú anh chị. Xù lên một cục luôn rồi cô chú anh chị ơi. Cái thân nó dẹp lắm nha, chứ không phải nó tròn nha. Nó dẹp lép à. Cây hàng đá sưu tầm lắm nha cô chú anh chị. Cũng là lạ. Dạ, cái này về mình trồng tốt là cái cục này nó còn bự nữa cô chú anh chị ơi. Rồi cần bay được 24 hả cô chú anh chị. Bình thân đo được chỗ này 17 ha. Cục xù nó được 35 hả cô chú anh chị. Bây giờ cái mình dài nó là được 33 hả cô chú anh chị. Đế số nôm nó là 22 ha. Tổng nồi đế là 88 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 40 ha. Ở nguyên cục này là cô chú anh chị ơi, nó xù nguyên cục rồi. Ở phía trước có cái rễ chịu xuống hả cô chú anh chị. Nhìn nó cực kỳ quái ha. Nè, cọng rễ nó muốn lên hết luôn ha. Đến với cây mã 12 này xin giao lưu giá 2.700.000 ha. Hàng này hàng độc lạ cô chú anh chị.
thấy không, đã lên xù hết rồi nha, chứ không phải là cây trơn nha. Đó, nó xù chảy hết rồi, lên cục cục hết rồi. Đó, về mình trồng thời gian nó lên tới đây luôn, cô chú anh chị ơi. Rồi 13. Tiếp tục cây 13 ha. Rồi, nhỏ gọn dễ chơi cô chú anh chị ơi. Nhìn là giống hoa giá thú nó trồn thôi. Dạ. Cây cao là 23 ha cô chú anh chị. Hoành thân khó đoan rồi trên này ha. 17 ha. Đo xuống củ này 25 luôn cô chú anh chị ơi. Nhỏ gọn cô chú anh chị ơi. Đó, đến với cây 13 này xin giao lưu giá 800 ngàn ha. 800 ngàn cô chú anh chị. Về mình vô cái chậu mình chơi bonsai ha cô chú anh chị. Và đặc biệt cái lô này là của em là bông dảo không nha. 9, 10, 12 không nè. Rất dễ chơi ha. Dạ, 800 mã số 18. Rồi tiếp tục cái mã 14 ha cô chú anh chị. Dạ, mã 14 thì cây trực lắc luôn. À, một cây trực lắc ha. Đó, nó dặn mình lắm ha cô chú anh chị. Dạ, đây lắm cô chú. Dạ. Cây cao là 39 ha cô chú anh chị. Đường kính bào dài nhất là 35 ha. Bình thân đâu được chỗ này 23 ha cô chú anh chị. Bình cũ dưới này là 40 ha. Bình đo độ sổ đế ha. Là 13 ha cô chú anh chị. Đến với cây 14 này xin giao lưu giá 600 ngàn hay cô chú anh chị? Dạ, 600 ngàn hả, số 14. Rồi, tiếp tục cây 15 ha. À, nguyên con ếch hay cô chú anh chị? Siêu lùng lực luôn ha. Ừ. Nhìn nó lực lắm, nó ú lắm cô chú anh chị. Như con heo vậy cô chú anh chị ơi. Mình vô cái dĩa hồng hồi nhỏ nhỏ thôi cô chú anh chị. Cây cao là 19 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 39 ha. Quỳnh thăng đâu chỗ này 23 ha. Quỳnh củ đặc của nó là 47 ha cô chú anh chị. Là cái củ đặc ha. Còn nói chung nó quái cây này lắm cô chú ơi, như con heo vậy. Nhỏ gọn. Rồi đến cây 15 này xin giao lưu giá 1.200.000 ha. 1.200.000 hàng sưu tầm ha. Rồi tiếp tục cây 16 ha cô chú anh chị. Cây dáng bay ha. Cái rễ nó cũng xuôi theo chiều bay luôn. Nó nu nó cục cục ở trên mình ha cô chú anh chị. Dạ, cái cành bay là được 29 ha cô chú anh chị. Bình thân là được 14 ha. À, cái đế nó chiều dài cái đế là 37 ha cô chú anh chị. Số nôm nó được 19 ha. Đường kính bao dài nhất là 40. Rồi. Đến với cây mã 16 ha. Đến cây mã 16 này xin giao lưu giá 800 ngàn ha. Dạ, 800 nha cô chú anh chị, mã số 16. Rồi. Dạ, 17. Không. Cây lùng lực ha cô chú anh chị. Đó, cây lùng lực cô chú anh chị ơi. Dễ lắm, tắm tắm cái. Nó bấm bấm nhìn nó rất là duyên cây ha. Bình thân đo được 18 hay cô chú anh chị? 18 rồi. Chiều dài cần bay là con đo được 23 ha. Từ đây ra tới bộ đế đó là 22 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu là 30 ha. Đó. Rất là quái cây ha. Rồi đến với cây 17 này xin giao lưu giá 700 ngàn ha. Rất là khá cây ha. Tiếp tục
18. 18 thôi cô chú anh chị. Đó, một cây giáng bay ha. Một cây giáng bay nha cô chú anh chị. Giáng bay tự nhiên ha cô chú anh chị. Dạ, cần bay nó là 1m25 ha cô chú anh chị. Hoành thân đâu được chỗ này 19 ha. Đó. Để nó rất là quái cây ha cô chú anh chị. Nó cộng ghế này nó gịch nó chịu ha, nhìn nó lạ lắm ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất của nó là 40 ha cô chú anh chị. Rồi đến với cây mã 18 này xin giao luôn giá 800 ngàn ha. Mã số 18. Rồi. 19. Tiếp tục cây 19 ha cô chú anh chị. Em cũng biết nói sao mấy cây này nữa. Cái rễ nó muốn bự hơn cái thân rồi cô chú anh chị ơi. Nó già dữ lắm, già. Cây này mấy cây nó quái lắm cô chú anh chị. Tổng thể chiều cao là được 32 ha cô chú anh chị. Bồ đế số nôm là 30 ha. Đó, hoành nó được 13 gửi ha cô chú anh chị. Để chiều dài được cái đế là 50 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 60 ha. Ok, cây này nó quái lắm cô chú ơi. Cây này rất là đẹp ha. Rễ cây nào là rễ nào là ra rễ đó ha. Dạ. Yeah. Đến với cây 19 này xin giao lưu giá 1 triệu ha. Đó, nhìn nó quái lắm cô chú anh chị ơi. Nó có mấy cọng rễ mà cọng rễ nào nó chà bá vậy. Quấn nó cuộn đây rất là đẹp ha cô chú anh chị. Rồi, mã tiếp tục. 20. Mã số 20 ha. Một cây giáng bay ha. Nó như như heo vậy cô chú anh chị ơi. Ngày mình chơi siêu mini thì mình tán lùng yeah. Chơi cái cụ đế thôi cô chú ha. Cây cao là 27 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 30 ha. Bình thân lo được chỗ này 18 ha cô chú anh chị. Đó, cái cũ nó là 32 ha. Đến với cây 20 này xin giao lưu giá 500 ngàn ha. Dạ 500 ngàn. Rồi. 21. Tiếp tục là cây 21 ha cô chú anh chị. Một cây lùng lùng cây này. Cây này nó luôn là như trái xù vậy cô chú anh chị. Dạ. Cũng đế rồi cô chú anh chị. Một bắp tay em vậy. Cây này cực kỳ quái ha. Cây cao là 62 ha cô chú anh chị. Bình thân đo được chỗ này 33 ha, 32 thôi. Dạ 32. Dạ. Đường kính bầu dài nhất là 70 ha. Cái cọng rễ đó không 19 ha cô chú anh chị. Bành bung ha cô chú anh chị. Rất là quái cây ha. Đó, quái lắm cô chú anh chị ơi. Đến với cây mã 21 này xin giao lưu giá 2 triệu 900 ngàn ha cô chú anh chị. Dạ, 2 triệu 900 ngàn. Cây này cũng nếu mà mặt cắt cái nhựa mạnh thôi cô chú anh chị mình yên tâm nha. Cây em bao sống khỏe cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục cây mã 22 ha. Dạ, cây cây như thú vậy ha cô chú anh chị. Cọng rễ này em cắt đường em cạo nhẹ ha cô chú anh chị, không có gì hết ha. Một
Cây cao là 66 á cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 50 ha. Hoành thân đo được chỗ này là 35 ha. Hoành cũ đặt dưới này nó gần 49 thôi cô chú anh chị. Đế số nộp là 22 ha. Tổng nồi đế của nó là 1m03 ha. Dữ lắm cô chú anh chị ha. Để không chống mặt nào ha. Cây rất là duyên ha. Ở những cây mã 22 này xin giao lưu giá 3 triệu ha. Dạ, 3 triệu nha cô chú, chị mã số 22. Rồi, tiếp tục ha. Rồi, cây mã 23 ha. Cây quái ha cô chú anh chị. Rồi, giá dễ chơi cho cô chú anh chị luôn. Cây cao là 70 ha. Đường kính bầu dài nhất là 46 ha. Bình thân đo được chỗ này là 29 ha cô chú anh chị. Đó. Nó có nhiều đó đó, rễ nó thằng nó lắc gì đó. Cái này đế nó rồi đến cây mã 23 này xin giao lưu giá 700 ngàn ha. Rồi 700 ngàn thôi nha. Quái lắm cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp tục mã 24 ha. Phong cao nha. Một cây phong cao ha. Đế không chống mặt nào nha cô chú anh chị. Nó có đuôi nè. Đế nôm nôm luôn nha cô chú. Dạ. Rồi cây cao là 1m05 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 55 ha. Bình thân đo được chỗ này 38 ha. Mình cũ dưới này 45 ha cô chú anh chị. Đế số nôm mà được 19 ha cô chú anh chị. Đế nó không chống bằng nào luôn nha cô chú anh chị. Để phụ cho. Rồi đến mai cây mã 24 này xin giao lưu giá 2 triệu 700 ngàn. Dạ. Cái này về mình có thể trồng được liền luôn nha. Dạ. Mã số 25. Tiếp tục cây mã 25 thôi cô chú anh chị. Cây mình là cây này là cây ở đây nha, chứ không phải là cây Long An hay Bến Tre nè cô chú anh chị. Đó, thường thường mà dặn dặn này Long An Bến Tre nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Cây cao là 1m08 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 67 ha. Bình thân đo được chỗ này là 35 ha. Cái ớt đó là cũng 35 em ơi. Dạ, cây rất là năng cây ha. Đế số nôm là 25 ha cô chú anh chị. Đó, cây cốt cành như sắp vậy ha. Cái này cô chú mình nói chứ không cao tán lù xuống cho ba cây được. Mình tán đây cũng được rồi ha cô chú anh chị. Dạ. Ở đây nó có cái mặt cắt ha. Nó có ba ngón tay của em ha cô chú anh chị. Mà nhưng ở đây vàng tượng chứ vàng nhánh này nuôi nó lấp mấy hồi cô chú anh chị ơi. Cây phân cao có cốt cành luôn ấy cô chú anh chị. Rồi đến mã cây 25 này xin giao lưu giá 4 triệu 200 ngàn ha. Dạ 4 triệu 2. Tiếp tục ha. Rồi, cây 26 ha cô chú anh chị. Lên tượng sống rồi cô chú anh chị ơi. Đây đế cũ ha. Cây sát lớn lắm cô chú anh chị ơi. Cây cao là 75 ha. Đường kính giờ bầu dài nhất là 60 ha cô chú anh chị. Bình thân đo chỗ này là 42 ha. Đó. Đế là không chống mặt nào luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Cây thoát thân được 35 ha. Đế bắp bắp em không cô chú anh chị ơi. Nè. Bắp bắp không nè. Đó. Đến với cây mã 26 này xin giao lưu giá 3 triệu 800 ngàn ha. Dạ 3 triệu 800. Cây thì đã đâm một cái trơ
cây 42 hoành có 3 triệu mấy rồi cô chú anh chị, dễ chơi lắm. Đây mình lọc cái nón lá mình chơi ha, rất là mau ha. Rồi đến cây cuối clip của em là cây mai tàn ha cô chú anh chị. Sắc lớn luôn, giá cực kỳ mềm luôn cô chú anh chị ơi. Chơi dán bay bay luôn ha. Cây mai tàn này ơi, em bao ship 200 km trở lại thôi nha cô chú anh chị. Một cây tàn dán bay tự nhiên ha. Tán ngang chắc cỡ khoảng 2,5 m cô chú anh chị ơi. Cây cao chắc cũng có 2,5 m luôn á, 2,2 m, 2,5 m cô chú anh chị ơi. Dán bay tự nhiên, dàn chuông khá là đều ha cô chú. Đế thì khỏi bàn luôn cô chú anh chị ơi. Cây rất là nhà, cây nó là... cây tròn lủng luôn. 40 hoành hay cô chú anh chị? Đường kính bầu dài nhất của nó là 70 ha. Đó. Cái trần bay trên này em đo thử là nó 65 hay cô chú anh chị? Đó. Để không chống mặt nào cô chú anh chị ạ. Đây cây tàn. Xong clip này em cũng xả tàn luôn ha cô chú anh chị. Đó, cái này em bao ship 200 km ha. Còn ở xa hơn mình thương lượng. Dạ. Đến với cây mã số 27, cây cuối clip này xin giao lưu giá 7.500.000 thôi ha. Dạ. Cái rễ nó cũng xuôi theo chiều bay cho chú mình ha. Đang rất là già cây, cái thân nó nung nằm ở chân luôn à. Rồi 7.500.000 của chú anh chị ơi. Dạ. Nhắc lại nó luôn. Nguyên một cây tàn rất đẹp ha cô chú anh chị. Bay tự nhiên luôn. Cốt cành đều dày đều, đều lắm cô chú chị ơi. Bảy triệu rưỡi nha cô chú. 7.500.000 bao ship 200 km ha, ở xa hơn mình thương lượng. Mã số 27. Cây cuối clip của em ha. Rất mong cô chú anh chị đằng sau ủng hộ con clip này ha, để có nhiều động lực đi săn những cây quýt hơn về phục vụ cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi. Em xin chào hẹn cô chú chị ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ.